ngày thứ hai bình an và công lý mùa ánh sáng vừa chìm vào quá khứ những tấp nập nhộn nhịp chờ đón mùa bình an đang dần dần tan biến theo với xác thông đang nằm ngơ ngác dọc hai bên đường những bản thánh ca vang vang trong đêm thánh rồi cũng mất dạng dòng thời gian hâm hở tiến tới. Thêm một ngày, thêm một khoảng kèn cửa, bóp chết, chém giết, lừa gạt, gián dối và hận thù nhau. Bởi thế, cách đây gần hai ngàn năm, ông trời đã nhập thể dưới thân xác trẻ thơ để hồi sinh và để cứu rỗi. Bụt biết thêm một ngày lại thêm bao nhiêu thanh niên Việt Nam đang nằm chết thối rửa trên hoang vu đổ nát của lân bang xa lạ sau cuộc chiến. Chúa biết thêm một ngày lại thêm vỡ vụt tung tóe trong từng mảnh tâm hồn vỡ nát Việt Nam. Còn chi sót lại trên quê hương khi chiến tranh tiếp tục kéo dài. Còn chi sót lại khi tương tàn hãy phiên cày phá túng toé từng tất đất của tang thương từng nắm đất gai góc từng cục sỏi phiền muộn của mảnh đất nhỏ bé ông trời dành riêng cho dân tộc chiếm trắng lạc việt thêm một ngày lại thêm việt nam hai mươi với mơ ước nhập tràn ánh mắt đang chết dập dụi chết tan nát Chết phi lý tại bờ đê hẻo lánh bởi mưa đạn hận thù. Từng tất đất tái chiếm, từng miếng thịt âu cơ, từng dòng máu sùng lãm lại có dịp vung vãi và phí phạm. Còn chỉ cho người Việt Nam hy vọng và mộng mơ trong khi ngày lại ngày, đêm lại đêm bóng dáng con thuyền nhỏ bé lại đang vun vút ra mặt đại dương đen thẫm bất chấp tù tội chết chóc bất chấp đại dương sóng thần bất chấp hải tặc điên dại còn chỉ cho người việt nam hy vọng khi những tràng đạn tuôn vải từ những bàn tay việt nam lên những thân xác việt nam trên khoang thuyền nhỏ bé chen chúc những kiếp người. Đêm kỷ niệm, con trời vào đời. Bao nhiêu người bạn đồng hành của người xuất gia nằm xuống, chết tức tuổi chết nghẹn ngào, chết tan nát, chết loan lỗ với máu đỏ, nóng rực, vương cao vọt thẳng lên bầu trời lúng lính sao bạc. Đêm đó đêm nhịp màu. Đêm này đêm bắn chết. Trên trời cao, ngôi sao lấp lánh vũ khúc thiên đàng. Chào mừng giây phút con trời vào đời. Dưới trần thế, mưa đạn đỏ rực ghi dấu phút hận thù ra đời. Thêm một người, hai người, rồi ba người đã gục ngã xuống đè nặng lên khoang thuyền mỏng manh ọp ẹp giờ này họ đang ở đâu những người việt nam bày nhầy máu tươi đã được chôn vùi nông cạn trên bờ biển hoang vắng bóng người còn chi cho người việt nam hy vọng trong đêm an bình trong khi hải tặc đang nhảy múa điên cuồng trên những chiếc khoang thuyền nhỏ bé tả tơi vì giông bão đã tan nát vì sóng bạc bụt hiểu và chú biết có còn chi cho người việt nam hy vọng nữa hay không nếu vào đời để chết lãng phí như vậy vào đời để làm chi từng ngày rồi lại từng ngày lại thêm bao nhiêu người nằm xuống và họ vẫn không hiểu con người được mang đến hay bị quăng ném vào trong cuộc đời con người từ đâu đến con người sẽ đi về đâu ai sẽ cứu rỗi chúng ta bụt phật chúa ông trời mẹ đất khổng tử lão tử tăng tử mạnh tử lạc long quân và ô cơ ai sẽ lấp đầy hố bom rộng miệng xây dựng lại mảnh đất rỉ sét bom đạn củ chi ai sẽ trở lại trinh tiết cho thiếu nữ việt nam chìm sâu lòng biển ai sẽ hồi sinh thân xác hai mươi rửa nát bên dòng sông bến hải bên đất chùa tháp dọc theo biên giới làng sơn tại sao lại có quá nhiều cái chết phi lý như vậy tại lạc long quân quyết định chia tay âu cơ tại adam và eva nghe lời suối dài của con rắn lời thuở xưa không phải là lời hoang tưởng ăn đi ăn đi rồi sẽ biết sự dữ sự lành người đàn bà ăn và đưa cho người đàn ông cả hai ăn cả hai biết người đàn bà biết mình phải mang nặng đẻ đau sinh ra ca in và con cháu một đời lang thang mặt đất người đàn ông biết mình phải cày sâu cuốc bẩm vứt bỏ mảnh bom rỉ sét lấp đầy hố bom rộng miệng để nương đồng lại xanh non màu mạ mới bởi thế con trưởng Cain giết chết người con thứ Abel cuộc chiến đã biết xảy ra giữa hai anh em người Á Châu vàng tươi màu da đỏ thấm màu máu con một bố được cứu mang trong cung lòng một mẹ bởi thế bóng tối đen kịt dày đặc và sâu thẳm buông rơi phủ kín mặt quả địa cầu bởi hành động đòi biết của con người ông trời không còn chọn lựa nào khác ngoài nhập thế ngài vào đời Trời hân hoan vui mừng hát vang, bình an dưới thế ngài đồng hành chuyện trò lắng nghe từng mảnh tâm hồn vỡ vụt để chia sẻ khổ sầu kiếp người nhưng tiếc quá lời chúc bình an năm xưa vẫn chưa đến với người việt nam bây giờ là thế kỷ của siêu điện toán bây giờ người ta đã chán thôi không còn thường xuyên ghé lên mặt trăng nữa bây giờ người ta hâm hở dẫn nhau đi lên sao hỏa. Bây giờ người ta dự tính nối những nhịp cầu đi lên đi xuống giữa địa cầu xanh lơ và mặt trăng vàng diệu. Nhưng tiếc quá, bao nhiêu năm rồi, người Việt Nam tiếp tục phiền muộn và rời bỏ, chia ly. Tiếc quá, trong khi bao nhiêu người trên thế gian đang cố gắng trút bỏ lớp mỡ dư thừa trên thân xác thì con cái văn lan vẫn tiếp tục thấp bé cái hình hài tiếc quá tiếc quá cho người việt nam bao nhiêu năm rồi người việt nam tiếp tục đi lang thang trên khắp mặt đất giống như tổ tiên lạc việt chính là hậu duệ của cain sáng thế kỷ chương 4 người bên ngoài trở thành người vô gia cư không tổ quốc người bên trong tiếp tục bán mình cho thương gia đoài loáng cho hang động thủ đô bangkok người ta tiếp tục bàn thảo về bình an và công lý cho thế giới toàn cầu nhưng bình an ở đâu công lý ở chỗ nào từng ngày tiếp tục trôi qua với tiếp tục giày đạp lên nhau lường gạt lẫn nhau gần hai ngàn năm trôi qua những lời hứa hẹn bình an của trời cao năm xưa chưa xuất hiện trên quả địa cầu bởi vì người ta tiếp tục nhân danh tôn giáo để giết nhau bởi vì người ta tiếp tục gọi tên công lý để bắn gục nhau trên đường phố què cuộc của nghèo nàn Nam Mỹ và nắng cháy Phi Châu. Bởi vì người ta tiếp tục dơ cao ngọn đuốc thần bên bờ biển Bắc Mỹ, đốt cháy những người chậm chân đến sau. Một ngày chưa qua, mặt trời hoàng hôn lấp ló phương xa, điểm đen nhân loại đe dọa chết chóc, đã đổ ập xuống. Tà dương biến mất, lại thêm vật vờ còm cõi đông âu lục lọi tìm kiếm trong đống tro tàn hình ảnh kỷ niệm hoàng hôn nhạt nhòe làng tàn lụi lại thêm nghèo đói nam phi vương dài năm ngón tay xám nằm chết sóng xoài trên vũng máu đỏ tươi cạnh hoa cúc vàng dài, giữa tiếng cười khoái trá của màu xa lạ với phụ nữ châu phi ngủ đi. Nhắm mắt lại, ngủ đi, hỡi người thiếu phụ. Thang vang làm chi? Quằn quại đau lòng, trong vũng đỏ làm gì, máu đỏ làm gì? Kiếp làm người không phải là đặc quyền ưu tiên cho bà. Quyền được sống và quyền làm người có lẽ chỉ dành riêng cho một số người nào đó mà thôi. Ngủ đi! ngủ yên cho một kiếp đọa đầy. Đừng vương tay dài ngắt hoa cốt dài, nhắm mắt lại ngủ say, thôi quằn quại trong đau đớn. Hãy ngủ yên hỡi thiếu phụ Nam Phi. Một buổi chiều và một buổi sáng, ngày thứ hai, sách sáng thế ký chương 1, đến chương 2, câu 4A.